Các bạn đã đến với kênh Điện tử Tuyên Quang. Hôm nay mình sẽ thực hiện theo cái video yêu cầu của một số bạn, đó là hướng dẫn lắp cái mạch lọc âm siêu trầm này vào cái mạch công suất. Thì hôm nay mình sẽ sử dụng là cái mạch típ 41 42 hôm qua để giáp cái bo siêu trầm này vào. Thì mạch này chỉ có chức năng là lọc âm siêu trầm thôi, chứ nó chưa phải là cái mạch công suất. Nó chỉ lọc ra cái âm tín hiệu tần số thấp, đó là những cái âm trầm. Bây giờ mình sẽ bóc vỏ ra và hướng dẫn các bạn cách đấu và thử nghiệm cho các bạn xem. Mình sẽ rạch ra. Đây, mình đã moi nó ra rồi. Khi bạn nào có nhu cầu mà làm những cái loa siêu trầm ấy, thì chúng ta có thể sử dụng những cái bo mạch như thế này. Thì cái bo mạch này nó có đầy đủ các phần, rồi ví dụ như kiểu diode lọc nguồn này, tụ lọc nguồn này, ổn áp 7812 này. Rồi nó sử dụng luôn cái nguồn 12V. Thì các bạn có thể sử dụng các biến áp 12V đến 15V để cấp cho cái mạch này. 15V đối xứng hoặc 12V đối xứng trong cái giải đấy là đều có thể chạy được. Bây giờ đầu tiên chúng ta sẽ thấy là đây là cái khu vực AC. Đây là khu vực AC, tức là khu vực cấp nguồn. Thì chúng ta có thể cấp nguồn 12V đối xứng vào đây. Đây là SP in, tức là cái phần cấp tín hiệu âm thanh từ loa vào. Ví dụ như các bạn mà lấy âm thanh tín hiệu lớn, ví dụ thẳng từ âm ly ra chẳng hạn, ra cái ngõ ra loa, chúng ta có thể đưa tín hiệu vào đây, nó sẽ được qua hạn hạn dòng qua cái trở 100K này để đưa với tín hiệu nó thấp để chúng ta đưa vào mạch lọc. Hoặc là chúng ta có thể đưa tín hiệu nhỏ thẳng từ ví dụ như từ điện thoại ra chẳng hạn, hoặc đầu đĩa đưa vào đây. Đây là nguồn âm thanh đầu vào. Còn đây là nguồn âm thanh đầu ra, đây là có chữ A ở đây. Thì điểm giữa là mát, còn hai cái điểm hai bên đó là đường hai đường đưa ra hai cái đường đầu vào của mạch công suất. Sau đây mình sẽ đấu cho các bạn xem. Đầu tiên để đấu được mạch này thì chúng ta cần ba cái sợi dây như thế này để đấu dây nguồn. Một cái dây 3.5 ly để ra hai cái đầu được tín hiệu âm thanh ra từ điện thoại hoặc là đầu đĩa, thì cái này jack này thì sử dụng cho điện thoại thôi. Giờ mình sẽ đấu nguồn cho cái mạch này. Mình sẽ sử dụng hai sợi dây đỏ và một sợi dây đen cho các bạn dễ phân biệt. Thì dây đen nó sẽ là dây mát. Hai dây đỏ là hai dây nguồn, tức là hai đường điện áp là 2V, còn dây đen là cái dây 0V. Chúng ta thấy là cái phần 0V thì nó nằm ở giữa, như vậy là còn hai đầu là 12V. Nó sẽ đầu nó vào. Cái mạch tiếp đối với còn mạch tiếp công suất là tiếp 41 thì hôm nọ mình đã hướng dẫn các bạn đấu rồi. Thì bây giờ mình chỉ hướng dẫn các bạn ghép cái bo này vào cái mạch tiếp 41 mà thôi. Chứ mình không đấu từ đó nữa bởi vì nó sẽ mất thời gian của chúng ta. Bạn nào chưa biết thì các bạn có thể xem lại các video trước.
nãy thôi, bây giờ nó bay hết rồi. Như vậy là đã hàn xong dây nguồn. Giờ mình ngửa lên cho các bạn xem. Đây, hai dây đỏ để hàn vào hai cái chân 12V. Dây đen thì chúng ta sẽ hàn vào 0V như thế này. Đối với các bạn mà gặp những cái con biến áp như thế này thì chúng ta cứ lấy cái điểm 12V này là cái điểm 0V. Biến áp này thì mình đã nói rất rõ về con biến áp này rồi, còn điểm này với điểm này là hai điểm 12V. Thì dây đen mình sẽ đấu vào cái điểm 12V đó. Quá trình này thật ra diễn ra rất là nhanh thôi, thì các bạn chờ mình một chút. Các bạn có thể ứng dụng cái mạch lọc âm này để đấu vào những cái bộ công suất lớn, để chúng ta có thể kéo những cái mạch công suất kéo những cái loa to. Điểm 12V sẽ là 12V sẽ là cái điểm 0V của con biến áp này, mình sẽ lấy làm điểm chung. Còn là cái điểm 0V và 24V thì mình sẽ lấy làm hai điểm 12V. Cái này mình đã nói rất rõ rồi. Các bạn nào không biết thì có thể xem lại các video trước của mình. Rồi, như vậy là mình đã đấu xong phần nguồn. Sau đây là mình sẽ tiến hành đấu cái dây này. Thì các bạn thấy là cái mạch tiếp 41 này của mình có hai đường nguồn âm thanh vào, đây và đây. Và cái chỗ này là mát. Thì tương ứng với đây có 3 sợi là dây đỏ, dây trắng và cái dây không vỏ. Dây không vỏ sẽ là điểm mát. Thì lúc nãy mình đã nói với các bạn là trên này có cái điểm L, G và R. Thì G chính là điểm mát và R, L hoặc R là loa là trái và loa phải, LED và RAI. Mình sẽ hàn dây đỏ và dây trắng vào hai dây hai bên, còn cái dây mát này thì mình sẽ hàn vào giữa. Đây, nghiêng lên cho các bạn coi. Dây đỏ và dây trắng thì sẽ vào hai cái dây hai bên và hai cái mạch đường mạch hai bên. Như vậy là xong. À nhầm, có cái chút nhầm lẫn ở đây, mình quên. Các bạn chú ý ấy, cái L, G, R này là đồng nguồn âm thanh đầu vào, chúng ta phải lấy từ giáp 3.5 ly. Còn cái đường âm thanh mà vào cái mic 41, 42 này thì nó phải lấy ra từ cổng out. Các bạn chú ý là đừng có nhầm lẫn như thế này. Lúc nãy mình đã thấy có gì đó sai sai, nhưng mà vừa ngó mấy thứ linh tinh nên là đơn giản là nhầm. Đó. Rồi. Bây giờ mình hàn nhầm rồi, bây giờ mình sẽ phải hàn lại. Thì các bạn thấy đây chính là cổng out này. Out này thì hai cái chân ngoài cùng này, chân ngoài này với chân ngoài này. Hai chân hai đầu, đó chính là đường ra loa trái và đường ra loa phải. Còn hai cái chân ở giữa, nó nối chung với nhau. Thì nó đều là mát, chúng ta sẽ hàn cái dây không vỏ vào. Còn cái dây trắng này thì hàn vào bên trái này. Hoặc là đảo sang bên kia cũng chả sao cả. Không, các bạn lại thắc mắc là bảo dây trái, đúng ra là phải dây trắng phải hàn sang bên kia, thì các bạn có thể hàn bên nào cũng được, không cứ. Cái dây không vỏ này chúng ta sẽ hàn vào giữa. Còn cái bên cái mạch tiếp 41 mình sẽ không hướng dẫn đấu nữa, bởi vì là cái mạch đó mình đã hướng dẫn tới 3-4 lần rồi. Các bạn có thể xem lại các video clip trước.
Thì em vừa toàn bộ nồi vừa qua. Ờ. Đi siêu à? Đi siêu cho cái cuốn này. Không có. Nhà tao có nhưng mà nó hỏng mẹ cái chốt. Nó hỏng một cái chốt của nó thì mất tác dụng như nồi không. Không đem ra một cái nồi không có không ấy được. Cái đấy được vang rồi. Như vậy là chúng ta đã được xong. Tức là nó mất cái hẹn giờ gì? Mất cái mà nó cứ để nó xì xì ga ra đó. À. Xì. Nó sao lại rơi mất? Không biết nó rửa nó rơi nó mất. Chả biết nhà không? Ủa cho mẹ rồi cái miệng gì? Đây, LGR là bây giờ chúng ta sẽ đấu rác 3.5 ly vào. Thì nó có bóc tách ra 3.5 ly ra thì nó sẽ có 3 sợi dây như thế này. Dây đen sẽ là dây mát, dây đỏ và dây trắng sẽ là hai dây tín hiệu. Mình sẽ hàn lại như lúc nãy. Đây. Như vậy là đã hàn xong. Bởi vì là cái điện thoại này nó che mất cái tầm nhìn của mình nên là cái mối hàn nó cũng không được đẹp cho lắm. Khi quay thì chúng ta hàn rất là bất tiện. Rồi, như vậy là mình đã hàn xong. Thì cái phần là LGR, đây chính là cái nguồn âm thanh vào. Mình đã hàn cái dây 3.5 ly để chúng ta tí nữa chúng ta sẽ cắm ra điện thoại. Đây mình đã hàn vào đây, cái dây 3.5 ly. Rồi, bây giờ là mình sẽ tiến hành hàn nốt hai cái loa và cái mạch công suất đi 41, 42 của chúng ta như hôm qua để nó phát nhạc. Mạch siêu trầm ở trên thị trường hiện nay ấy, thì có rất là nhiều mạch. Có cả cái mạch nó liền luôn mà công suất. Còn đối với cái mạch này chỉ là mạch lọc thôi. Thì sau cái video này mình sẽ hướng dẫn các bạn đấu trên cái mạch công suất mà nó đã có cả mạch lọc, cả mạch công suất và cả rắc, cả nhiệt nó tích hợp hết rồi. Mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái mạch đó. Cái mạch lọc siêu trầm này thì bên mình cũng đang bán và các bạn có thể xem cái link ở bên dưới cái video phần mô tả. Các bạn có thể thấy là các bạn truy cập vào đó sẽ có cái phần lựa chọn để các bạn mua hoặc các bạn tham khảo giá. Thì các bạn nào có nhu cầu đóng loa siêu trầm để nghe thì chúng ta có thể sử dụng cái mạch này. Rồi, như vậy là mình đã được xong. Bây giờ mình sẽ tiến hành lắp cái bây giờ mình sẽ tiến hành cấp nhạc vào để chúng ta có thể chạy. Rồi bây giờ mình sẽ thử nhạc cho bạn xem. Mình để gọn gàng mấy cái này ra đã, không là để như thế này nó rất chết cha. Và có một chút sự cố là có vẻ là khi mà di đi di lại thì không biết một cái dây nào đây nó đã bị đứt ra. À, một cái dây đường 24, đường 12V của con mạch công suất đứt vì khi mà gấp đi gấp lại. Các bạn đừng, nếu mà các bạn nào lắp vào những cái mạch công suất lớn, ví dụ như kiểu là ở trong âm ly chẳng hạn, thì các bạn cũng không phải lo bởi vì biến áp âm ly nào cũng có cái nguồn 12V hoặc 15V thì chúng ta đều có thể sử dụng cho mạch siêu trầm này được. Thì các bạn có thể thiết kế nguyên một con âm ly để chạy nguyên cái âm trầm thôi cũng được. Rồi, như vậy là xong. Và cái này nó cũng không biết nó lại đứt ở đâu ra nữa cơ. Cái dây này của mình nó cũng hơi bị mủn.
Mấy cái dây từ nguồn ATX cũ này có vẻ nó cũng hơi cũ. Sự cố trồng chất, sự cố đâm ra là có vẻ video của chúng ta tiến độ hơi bị chậm rồi. Bây giờ là lại xong rồi, biến áp đẩy ra đây ngay ngắn, mạch này dựng lên. Bây giờ mình sẽ tiến hành thử. Đầu tiên là phải cắm điện cho máy công suất đã, xem là nó đã hoạt động chưa. Xem nó ù ù phọt phọt là được. Các bạn lưu ý là một cái điều quan trọng trước khi chúng ta cắm nguồn hoặc là cấp điện cho một cái mạch công suất nào đấy, mà chúng ta có máy chỉnh ấn sắc hoặc lì lúm chỉnh vào lượng âm lượng, thì chúng ta cần phải vặn nhỏ hết cả hai cái lúm này nếu mà chúng ta chưa biết đâu là cái lúm chỉnh voi chính của nó. Rồi bây giờ mình mới tiến hành cắm điện. Giờ mình tăng thử hai cái voi lên. Đấy các bạn thấy là nó có tín hiệu rồi, ù ù rồi. Các bạn nghe rất là rõ. Bây giờ mình sẽ thử âm trầm. Thử mấy cái bài không vi phạm bản quyền, không hôm nọ bị lô vi phạm bản quyền. Thế là bị xóa mất mấy cái video rồi. Rồi mình sẽ... Đây các bạn thấy là nó chỉ có mỗi trống không thôi. Lúc nãy thì mình chỉnh ở cái kia thì nó nghe nó có cả tiếng nhạc, nhưng mà bây giờ đây này, các bạn có thể vặn ở đây để chỉnh cái tần số của âm thanh. Cái núm này núm chỉnh tần số, còn đây là núm chỉnh volume. Đây các bạn thấy cái nốt này nó sẽ âm nhạc nó sẽ khác này. Đây các bạn thấy âm nhạc nó khác này, chúng ta chỉnh cái này này. Đây chúng ta thấy còn đa phần có mỗi trống không thôi. Bởi vì cái loa này của mình nó không phải là loa siêu trầm. Đây này, nó chỉ vẫn có mấy cái loa check này, nghe âm trầm nó không rõ rệt lắm. Chứ nếu mà cái đối với những vụ này chúng ta cần phải đóng vào loa trầm, các bạn thấy không? Loa nó rung rất là kinh. Bây giờ mình sẽ thử vào con bass 20 để xem âm thanh trầm của nó a không.